Xin chào các bạn, đây là cái máy rửa bát nội địa Nhật Panasonic NPTH1. Thì hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái vệ sinh cái máy này. Thì máy Panasonic NPTH1 đây là con máy mà khách của tôi đã sử dụng được khoảng tầm vài tháng. Và anh ấy để khoảng một tháng nay là anh ấy không dùng rồi. Một tháng nay không dùng thì anh ấy bảo mang về vệ sinh. Thì cái mặt ngoài này chúng ta hãy lấy cái rẻ mềm, lấy nước rẻ mềm, những chất không phải chất tẩy đấy, chúng ta lau qua vệ sinh nữa đi đấy. Thì trước khi vệ sinh chúng ta hãy rút điện ra. Rút điện ra, con máy này thì khoảng một tháng nay thì anh ấy không sử dụng. Tháng hay hơn tháng gì đấy. Thì anh ấy bảo mang về vệ sinh anh ấy. Thì các cái khay này chúng ta có thể nhấc nó ra đấy. Nhấc nó ra để ta vệ sinh. Đó, nhấc nó ra. Đây trên này những cái khay giá bát đĩa này. Đấy, các bạn có thể nhấc nó ra. Đó. Nhấc nó ra thì lưu ý là phía trong này nó có cái lẫy này. Các bạn nhấc nó ra này. Đấy, kéo nó ra. Đấy. Thì đây là những cái tay quay. Con máy này sẽ có ba tay quay phun nước và một dàn nước nó phun ở phía trên này xuống này, phun ở đây. Đấy, thì chúng ta vệ sinh qua chúng ta như này. Thì chúng ta hãy tháo này ra. Bẻ. Để ta bật nó lên này. Đấy, nó có cái lẫy này. Bật lên để vệ sinh đi. Bật cái này lên là vệ sinh. Cái này là bật lên đấy, để vệ sinh đi. Vì cái này một thời gian dùng nó bẩn. Còn đây là cái giỏ rác này. Cái giỏ rác thì các bạn hãy khi mà rửa xong ấy, sấy khô xong lên. Đấy, đưa nó lên. Bỏ cái rác đi. Đấy. Cái này khoảng độ một tháng nay là anh ấy không dùng, rất là bẩn, ta phải bỏ ra vệ sinh này. Đấy. Tiếp theo đến là phía dưới này nó có một cái khay để lọc nước. Đấy, bỏ cái khay này ra. Đấy. Cũng vệ sinh bên dưới đi. Đấy, khoảng một tháng hơn tháng nay là bác ấy không dùng rồi, rất bẩn luôn. Chúng ta vệ sinh thì chúng ta hãy lấy một chút, đầu tiên chúng ta rửa bằng nước và lấy một chút dầu rửa bát cho vào đây, chúng ta vệ sinh. Và các bạn hãy lưu ý rằng là máy này không sử dụng được dầu rửa bát thông thường của chúng ta, vì nếu như nó tạo ra bọt thì sẽ hỏng máy ngay. Nhưng mà ta vệ sinh có thể được, vệ sinh được thì ta có thể vệ sinh đi. Sau đó phía đằng sau máy đây, tôi bỏ mấy cái này ra. Phía đằng sau máy có một cái thấy như thế này đây. Các bạn xem phía đằng sau máy đây, các bạn hãy nhìn này. Tôi xin lỗi, cái này nó nằm ở phía đằng trước máy, đằng sau. Đấy, chúng ta hãy cho một chút dầu vào đây, chúng ta rửa cho nó sạch cái này. Đây, phía dưới này nó sẽ có một cái này, các bạn đợi tôi. Đây, phía dưới này nó có một cái nút thoát nước này, thoát đáy này. Các bạn hãy tháo đây ra là nước nó sẽ xả ra hết này. Đấy. Tháo đây. Đấy, là nước nó sẽ xả ra hết. Đấy. Thì chúng ta vệ sinh chúng ta tháo cái van này ra thôi. Đấy, để nước nó xả ra. Nước nó xả ra ngoài đi. Đấy. Các bạn nhận. Đấy. Thì các bạn hãy cho một chút dầu rửa bát vào đây, cho một chút dầu rửa bát vào đây để vệ sinh sạch cái mỡ này đi. Đấy, vệ sinh sạch hết cái này. Sau đó rửa khoang máy các thứ đó. Sau đó thì ở phía dưới này, tôi kéo lùi cái máy ra. Phía dưới này các bạn hãy để ý nó có một cái nút xả đáy ở đây. Đây, ta hãy tháo cái nút này ra, nút cao su đen đen này. Thì nước ở đây nó sẽ được chảy hết ra ngoài. Đấy, để các bạn có thể vệ sinh và để nó chảy ra ngoài đi, nó sạch sẽ. Đấy. Đối với máy của shop nội địa Nhật.vn chúng tôi bán ra, chúng tôi sẽ vệ sinh và Việt hóa toàn bộ nên các bạn có thể yên tâm. Đấy. Còn bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp lại cái này. Thì vì là tôi chưa vệ sinh thì tôi cứ lắp lại này để các bạn biết. Đấy. Lắp lại như này. Đấy. Sau đó quay ngược nó lại này. Đó. Lắp đi lắp tiếp các cái máy quay. Đấy. Máy quay phía trên. Đấy, đây. Quay phía dưới. Đó. Và lắp các cái giá vào nữa là xong. Đấy.